Hoàng Quang Phú sinh năm 1986, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Cạn ra quyết định khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin chúng tôi mới nhận được. Cũng với tội danh này, vào ngày 4 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Cạn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mạc Văn Cầu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông Bản Phục Bắc Ngày 1, tỉnh Bắc Cạn. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an đã làm rõ vai trò, hành vi vi phạm của Phú trong sai phạm của cán bộ dưới quyền.